Chào các bạn đã quay trở lại với kênh xe máy Hòa Bình Minh, và Linh đang có mặt tại cửa hàng xe máy Bình Minh 1 có địa chỉ là ở Nông Trang, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ các bạn nhé. Và các bạn đang quan tâm đến các dòng xe Honda thì các bạn hãy liên hệ với Linh theo số điện thoại là 0987 162438 hoặc có thể là nhắn tin với Linh qua Zalo nhé. Và trong thời gian vừa qua thì có rất là nhiều khách hàng có nhắn tin, gọi điện hỏi với Linh về thời gian ra mắt mẫu xe SH phiên bản mới năm 2023. Thì theo như Honda Việt Nam thì hiện tại vẫn chưa có một cái thông tin chính thức nào là sẽ cho ra mắt phiên bản mới cả. Trên thị trường thì nhiều khách hàng đoán rằng là tháng 12 sẽ có phiên bản mới. Có nhiều thông tin cho rằng là sẽ thay đổi về kiểu dáng xe này. Hoặc có nhiều khách hàng nói rằng là phiên bản mới năm nay sẽ chỉ có bản 150 và sẽ không có bản 125. Thì đó tất cả cũng chỉ là những cái tin đoán của khách hàng thôi. Còn hiện tại thì Honda Việt Nam vẫn chưa có một cái thông tin chính thức nào, và Linh thì cũng vẫn rất là mong muốn Honda Việt Nam sẽ cho ra mắt một cái phiên bản mới trong thời gian gần nhất, với những cái thay đổi hoàn toàn về kiểu dáng hay là những cái thay đổi về động cơ hay máy móc của xe, mang đến cái sự khác biệt cũng như là đột phá hơn cho cái mẫu xe SH này, một cái dòng xe cao cấp nhất trên thị trường xe máy. Và hiện tại thì đây vẫn đang là mẫu xe bán mới nhất tại các cửa hàng xe máy, và nó sẽ có các phiên bản là 125 và phiên bản 150. Và trên phiên bản 125 thì sẽ có bản phanh CVS và ABS, và phiên bản 150 thì cũng có bản phanh CVS và ba ABS. Và với ba màu sắc chính cho dòng xe SH này, đó là màu trắng, màu đen và màu đỏ. Thì với một chiếc xe SH bản 125 phanh CVS hiện tại nó đang ở mức giá cho các bạn là khoảng 83 triệu đồng, đó là bản 125. Còn với bản ABS thì nó đang ở mức giá khoảng 92 triệu đồng. Giá xe so với thời điểm 1-2 tháng trước đây thì giá SH nó ở mức giá rất là hợp lý rồi. Và ngoài ra thì phiên bản 150 nó sẽ có giá dao động cho các bạn khoảng từ 96 triệu đồng cho bản CVS và 115 triệu đồng cho bản ABS các bạn nhé. Và dòng xe SH này thì bên Linh sẽ có hỗ trợ mua trả góp. Các bạn sẽ trả trước cho Linh là khoảng từ 30% giá trị xe, tức là sẽ rơi vào khoảng 25 đến 30 triệu đồng khi các bạn mua trả góp nhé. Với thủ tục là chỉ cần căn cước công dân là các bạn đã có thể mua trả góp rồi. Và từ 18 tuổi trở lên là các bạn cũng đã có thể mua trả góp ạ. Và nếu như khách hàng nào mình đang quan tâm đến dòng xe Honda SH này thì các bạn nhớ nên liên hệ với Linh ạ, theo số điện thoại là 0987 162438 nhé, để Linh có thể hỗ trợ các bạn, cũng như là các bạn có thể là lựa chọn trước màu xe ưng ý. Tại vì thời điểm này thì số lượng khách hàng mua xe cũng khá là nhiều ấy, nên là nếu như khách hàng nào mình đã lựa chọn một cái màu sắc nào mà các bạn lựa chọn ngày đẹp rồi thì các bạn hãy liên hệ trước với Linh để chủ động hơn về màu xe, cũng như để nhận được một cái giá tốt nhất nhé. Đó là mẫu xe Honda SH mà hiện tại bên Linh thì về rất là nhiều các phiên bản màu sắc để các bạn lựa chọn rồi, có đầy đủ. Ngoài ra thì hiện tại các dòng xe ở bên Linh cũng có đầy đủ các loại phiên bản màu sắc để các bạn lựa chọn. Có rất nhiều dòng xe như là Honda Vision này, Honda Lead hay là Honda SH Mode, là những cái dòng xe tay ga mà thời gian vừa rồi bán rất là chạy. Và có một số khách hàng là các bạn đã xem ngày rồi nhưng các bạn đến cửa hàng lại hết xe chẳng hạn. Nên là cái dòng xe này là những cái dòng xe bán chạy, nên là nếu như khách hàng nào mà mình muốn mua cái dòng xe này, các bạn hãy liên hệ trước với Linh để chủ động hơn. Và các bạn mà muốn quan tâm đến dòng xe này, các bạn hãy comment số điện thoại ở bên, có thể comment số điện thoại ở bên dưới các bạn nhé. Và ở phía bên này thì Linh có Honda Vision màu trắng trên phiên bản tiêu chuẩn, với giá cho các bạn là khoảng ngoài 34 triệu đồng cho phiên bản tiêu chuẩn màu trắng. Đây là phiên bản rẻ nhất của dòng xe Honda Vision các bạn nhé. Và ngoài ra thì Honda Vision còn có các phiên bản như là cao cấp, đặc biệt hay là cá tính các bạn nhé. Tiếp nữa thì ở đây Linh có Honda Lead này. Đây là phiên bản đặc biệt màu bạc. Và ngoài ra thì Honda Lead bên Linh còn có sẵn hàng phiên bản đặc biệt màu đen nhám. Thời gian vừa rồi thì màu đen nhám hết hàng ấy, nhưng đến thời điểm này thì bên Linh đã về rất là nhiều rồi. Nên là nếu như khách hàng nào mình thời gian vừa rồi các bạn chờ màu Lead đen nhám thì các bạn có thể liên hệ với Linh nhé. Với mức giá cho phiên bản đặc biệt của dòng xe Honda Lead khoảng 48 triệu đồng ạ. Và bên Linh cũng sẵn hàng luôn đấy ạ. Tiếp theo nữa thì Linh có Honda Lead. Các bạn có thể quan sát lên, đây là một chiếc xe Honda Lead phiên bản tiêu chuẩn màu đỏ, với mức giá cho các bạn là chỉ khoảng 42 triệu đồng thôi. Và với Lead 125 này, ngoài màu đỏ này ra thì nó còn có màu xanh than nữa, với mức giá cho các bạn cho dòng Lead là khoảng 42 triệu đồng thôi. Thì Linh thấy rằng Honda Lead là một trong những cái dòng xe mà có cái mức giá sát với giá đề xuất nhất. Nếu như các bạn có ý định mua dòng xe Honda Vision chẳng hạn, mà các bạn có thể, một số khách hàng các bạn đang lăn tăn rằng là dòng xe Vision có mức giá khá là cao với khối động cơ là 110, thì các bạn cũng có thể chuyển hướng sang lấy dòng xe Honda Lead
với khối động cơ là 125 phân phối, và nó cũng có rất là nhiều phiên bản để các bạn lựa chọn, phiên bản 125, phiên bản 160. Với bản 125 các bạn chỉ từ khoảng 42 triệu đồng là các bạn đã có thể sở hữu rồi nhá. Còn phiên bản 160 thì cũng chỉ khoảng ngoài 5-6 triệu đồng là các bạn cũng đã thể sở hữu rồi. Đó là phiên bản LED 160 phân khối. Đây, ở đây Linh có LED 160 màu đen bóng các bạn nhé. Với giá cũng chỉ khoảng ngoài 56 triệu đồng thôi. Và phiên bản này còn được trang bị hệ thống là phanh ABS trên kênh bánh trước nữa các bạn nhé. Thì các bạn thấy rằng LED là một trong những cái dòng xe mà nó cũng đã có mặt từ rất lâu trên thị trường rồi. Và mẫu xe này thì nam giới đi cũng được, các bạn là nữ giới các bạn đi cũng rất là ok. Và đây là một trong những cái dòng xe mà với thiết kế rất là đẹp này, cũng như là bền bỉ về động cơ đấy ạ. Và trước mặt các bạn có thể thấy là một chiếc xe LED phiên bản đặc biệt màu đen nhám. Với mức giá cho phiên bản đặc biệt màu đen nhám này sẽ khoảng ngoài 47 triệu đồng các bạn nhé. Khoảng ngoài 47 triệu đồng cho LED bản đặc biệt màu đen nhám. Và tiếp theo nữa thì ở đây Linh có luôn là Wenfa này. Wenfa phiên bản màu 2023, màu đen nhám phiên bản đặc biệt. Thì Linh nhắc một chút là như các bạn đã biết thì bắt đầu từ ngày mùng 1 tháng 7 cho đến ngày 30 tháng 9, Honda có chương trình vô cùng hấp dẫn. Đó là khi các khách hàng mua dòng xe Wenfa hoặc là Wayblade, các bạn sẽ được hỗ trợ 800.000 tiền đăng ký. Như vậy là chỉ còn ít ngày nữa thôi, chương trình hỗ trợ 800.000 lệ phí đăng ký dành cho dòng xe Honda Wenfa sẽ kết thúc. Nên là nếu như khách hàng nào mình đang lựa chọn mua dòng xe Wenfa, các bạn hãy mua luôn thời điểm này ạ. Với mức giá cho các bạn dòng xe Wenfa, nó sẽ dao động cho các bạn là khoảng từ ngoài 20 triệu đồng cho đến ngoài 21 triệu đồng, là tùy theo màu nhá. Màu trắng, màu đỏ, màu xanh, mỗi màu sẽ có một mức giá khác nhau. Còn màu đen nhám phiên bản đặc biệt này thì nó sẽ có mức giá cho các bạn là khoảng 22 triệu đồng. Phiên bản đặc biệt sơn mờ màu đen nhám các bạn nhé. Và tiếp theo nữa thì Linh sẽ vào bên trong cửa hàng để có thể cập nhật nhiều giá các dòng xe hơn. Thì bên trong này thì các bạn có thể thấy là Honda Việt Nam vẫn đang tiếp tục dành tặng phần quà, đó là loa Bluetooth dành cho khách hàng khi mua mẫu xe Honda QNX. Tuy nhiên thì chương trình sẽ kết thúc trong tháng 9 này. Như vậy là chỉ còn ít ngày nữa thôi là chương trình sẽ kết thúc. Nên là trong các bạn nào mà các bạn định tháng 10 mua xe thì khi xong trong tháng 10 mua xe các bạn sẽ không có quà nữa. Các bạn sẽ không được quà là loa Bluetooth nữa. Nên là các bạn nào định mua xe các bạn mua luôn thời điểm này đi ạ. Hoặc các bạn có thể đặt cọc trước khoảng 20-30% giá trị xe để có thể là được hưởng phần quà là loa Bluetooth nhé. Ngoài ra thì cửa hàng bên Linh còn có hỗ trợ mua trả góp với lãi suất 0% khi các bạn mua mẫu xe này các bạn nhé. Hỗ trợ lãi suất 0% chỉ áp dụng tại hệ thống xe máy bên Linh thôi. Và với một chiếc xe QNX phiên bản phanh thường thì bên Linh đang ở giá cho các bạn là khoảng 37 triệu đồng. Và với một phiên bản ABS thì nó đang ở mức giá cho các bạn là khoảng 39 triệu đồng thôi ạ. Hỗ trợ trả góp với lãi suất 0%. Và các bạn từ hôm nay đến ngày 30 tháng 9 mua xe, các bạn sẽ được nhận một loa Bluetooth. Ngoài ra bên Linh còn có các phần quà như là mũ bảo hiểm, áo mưa hoặc là thẻ thay dầu nhé. Và các bạn nên liên hệ với Linh theo số điện thoại là 0987162438 để có thể biết chi tiết hơn. Và ở đây thì các bạn có thể thấy là LED phiên bản đặc, lúc nãy Linh có quay ở bên ngoài, tuy nhiên ở trong này các bạn có thể nhìn chi tiết và rõ hơn. Phiên bản LED tiêu chuẩn nhá, màu đỏ với mức giá khoảng ngoài 42 triệu đồng. Ngoài màu đỏ ra này có màu xanh than nữa các bạn nhé. Hai màu sắc cũng rất là đẹp trên phiên bản LED 125. Tiếp theo nữa thì ở phía sau Linh đang sẵn hàng các bạn nhé, LED 160 bản đặc biệt màu xanh xám. Thì đây là một trong những cái màu sắc mà năm nay nó đang là hot trend ạ. Màu sắc này thì thời gian vừa rồi nó cũng bị hết hàng. Và hôm nay thì bên Linh đã có sẵn hàng rồi đấy ạ. Đó là phiên bản LED 160, phiên bản đặc biệt màu xanh xám. Nên là khách hàng nào mình có ý định mua xe này thì các bạn hãy liên hệ ngay trước với Linh nhé. Bởi vì nhu cầu khách hàng mua xe từ thời điểm này cho đến cuối năm khá là nhiều ấy. Nên là để chủ động hơn thì các bạn hãy liên hệ trước với Linh. Và phiên bản đặc biệt màu xanh nhám thì đang ở mức giá cho bạn là khoảng ngoài 59 triệu đồng cho phiên bản đắt nhất của LED 160 nhé. Tiếp theo nữa thì ở bên này Linh vẫn còn Honda Vision phiên bản cá tính màu xanh nhám các bạn nhé. Đây là phiên bản màu này là màu đẹp nhất của Honda Vision luôn. Phiên bản cá tính với mức giá cho các bạn là khoảng 46 triệu đồng. Đây là phiên bản có mức giá cao nhất của Honda Vision. Và tiếp theo nữa thì ở phía sau này các bạn có thể thấy là Linh có trưng này Honda SH, thì lúc nãy Linh giới thiệu khá là nhiều rồi. Các bạn có thể quan sát chi tiết hơn màu đỏ của dòng xe Honda SHi với mức giá cho các bạn phiên bản là 125C là khoảng 83 triệu đồng các bạn nhé. Còn ở phía đây là chiếc xe SH1 là 50 CVS với mức giá cho bạn là khoảng ngoài 96 triệu đồng thôi. Mức giá khá là hợp lý đấy ạ. Tiếp ở bên này thì là màu đen bóng rồi này,
màu đen bóng rất là quen thuộc của dòng xe Honda SH rồi. Và ngoài ra thì ở phía bên này Linh vẫn có Honda SH 350i các bạn nhé. Linh vẫn đang còn hàng Honda SH 350i màu xám xi măng với mức giá là 148 triệu đồng. Và tại cửa hàng bên Linh thì vẫn có hỗ trợ 3 triệu tiền đăng ký cho dòng xe này. Như vậy với 145 triệu đồng là các bạn đã có thể sở hữu rồi. Và ngoài ra thì bên Linh còn có màu trắng hoặc màu đỏ nữa với giá sau khuyến mại là chỉ 142 triệu đồng thôi ạ. Mức giá đã quá là hấp dẫn rồi ạ, tương đương với giá đề xuất của nhà máy thôi ạ. Và ở phía bên này thì Linh có Honda Lead. Như các bạn biết thì thời gian vừa rồi Honda Lead là một trong những cái dòng xe rất là thiếu hàng. Suốt mấy tháng vừa qua thì nó đều không có hàng ạ. Màu đen nhám này đã có rất nhiều khách hàng đã chờ đợi suốt thời gian vừa qua. Thì ngày hôm nay bên Linh cũng đã có sẵn hàng Honda Lead phiên bản đặc biệt màu đen nhám sơn mờ nhá, một trong những cái màu sắc mà bán chạy nhất tại cửa hàng bên Linh. Và nó đang có mức giá cho các bạn là khoảng 48 triệu đồng. Thì với khoảng 48 triệu đồng các bạn nhé, cho dòng xe Honda Lead. Như vậy các bạn có thể, nếu như khách hàng nào mà mình tham khảo giá tháng thời điểm trước đây, một tháng trước đây, thì các bạn có thể thấy là thời điểm này giá nó cũng đã trở về mức giá rất là hợp lý rồi. Tiếp ở đây Linh có Wenfa màu trắng các bạn nhé. Các bạn nhớ này là chương trình hỗ trợ lệ phí đăng ký trước bạ dành cho dòng xe Honda Wenfa sẽ kết thúc hết ngày 30 tháng 9 là sẽ kết thúc thôi. Nên là khách hàng nào mà lựa chọn mua xe Wenfa các bạn hãy mua luôn đi nhé. Và các bạn biết rằng là thời điểm mấy tháng cuối năm số lượng khách hàng mua xe rất là nhiều, nên là giá xe có thể nó sẽ không giảm hơn nữa đâu ạ. Nên là các bạn hãy lựa chọn mua xe đi, các bạn đừng chờ nữa. Ở phía bên này thì Linh có cả Honda SH1 các bạn nhé. Đây là phiên bản phanh CVS màu đỏ, một trong những cái màu sắc rất là đẹp. Và hầu như các dòng xe như Honda Vision, Honda Lead, Honda SH1 màu đỏ là một trong những cái màu sắc bán rất là chạy vì nó rất là bền màu. Và nó đang ở mức giá cho các bạn với phiên bản này là khoảng ngoài 67 triệu đồng thôi ạ. Với mức giá khoảng ngoài 67 triệu đồng các bạn nhé. Và tiếp nữa thì ở phía bên này Linh còn có Honda Lead màu xanh than. Màu xanh than thì cũng là một trong những cái màu rất là bền màu đấy ạ. Với mức giá đây là phiên bản cao cấp, Linh đang để giá cho bạn khoảng gần 47 triệu đồng các bạn nhé. Khoảng gần 47 triệu đồng cho một chiếc xe Honda Lead phiên bản cao cấp màu xanh than. Các bạn có thể quan sát, đây là phiên bản cao cấp này, với đèn ở phía trước là đèn LED 2 tầng. Và phiên bản này thì có trang bị cổng sạc điện thoại, với mức giá cho bạn là khoảng gần 47 triệu đồng. Và ngoài những cái dòng xe mà Linh báo giá thì bên Linh còn có các dòng xe số như là Honda Way ZX này, dao động cho các bạn là khoảng từ ngoài 22 triệu đồng cho đến khoảng ngoài 25 triệu đồng cho 3 phiên bản: vành nan, phanh cơ, vành nan, phanh đĩa và vành đúc các bạn nhé. Đó là dòng xe Honda ZX. Và phía bên kia Linh có Honda Future nữa các bạn nhé. Future mức giá dao động cho bạn từ 31 triệu đồng cho đến 34 triệu đồng. Và nếu như các bạn nào đang quan tâm đến bất cứ dòng xe Honda nào, các bạn hãy comment số điện thoại ở dưới livestream của Linh, hoặc các bạn có thể gọi điện trực tiếp qua Linh, nhắn tin cho Linh qua số điện thoại là 0987162438 nhé, để Linh có thể hỗ trợ một cách tốt nhất cho các bạn. Và rất mong các bạn hãy đến với cửa hàng Linh ở Nông Trang, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ. Xin chào.